Xin chào quý khách, chào bà con, bà anh em. Là tôi Nguyễn Thiêm đây ạ. Chiều nay đang ở dưới vườn điều. Thì có lẽ là không phải là chứng nhận nọ, chứng nhận kia để mà trình bày cái sản phẩm, cái sự việc của mình. Hôm nay tôi sẽ review các bạn xem cái vườn điều nhà mình nhá, chuẩn bị vào mùa. Đây này, vườn điều sau khi thu hoạch ra. Ui giời ơi, đẹp không? Mình tôi để cỏ là cả một năm luôn. Cứ từ mùa thu hoạch năm ngoái đến mùa thu hoạch năm nay thì mình nhận những cái chứng chỉ, những cái giấy tờ, những cái chứng nhận thì chẳng qua cũng chỉ là hình thức thôi. Mình thì mình chưa làm cái đó, nhưng mình cam kết với khách hàng của mình nó phải là như thế. Đây này, bao nhiêu năm nay cứ như thế này thôi ạ. Đấy, cỏ như thế này, phân không, phân bón không, thuốc trừ sâu không. Thì khách hàng của mình ý, là mình phải đảm bảo là chăm sóc được khách hàng đúng nghĩa, chứ không phải chăm sóc bằng mồm. Chăm sóc khách hàng bằng cái sản phẩm của mình, nó phải đảm bảo là sao, nó phải an toàn, nó phải, tức là mình không có những cái sâu xa về cái chứng nhận này, nó ở một nơi nào đó rất xa ấy. Thì cái việc đó mình với người nông dân phải từ từ mới làm được, hoặc cần thời gian rất rất lâu mới làm được. Thế mình thì bằng con người thật, bằng công việc thật, bằng cái sự kiện thật, mình cứ thế này mình làm thôi. Đấy, khách hàng của mình được chăm sóc về sức khỏe, được chăm sóc được về cái lâu dài, chứ không ăn chất là chăm sóc bằng mồm, mình giết khách hàng dần dần. Lấy tiền người ta, giết người ta, sản phẩm trả gì cũng nói là sạch, thậm chí đưa vào chỗ sạch để mà lấy chứng nhận sạch. Đấy, các bạn nhìn thấy vườn điều như thế này thì nó là sạch hay là bẩn ạ? Với người nông dân thì nó là bẩn ạ. Chắc tôi nghĩ là cả cái nước Việt Nam này chắc không mình tôi làm cái vườn điều kiểu này thôi. Đấy, nó kinh khủng khiếp như này. Đấy, các bạn nhìn thấy đây gốc cây điều, cây điều nhá. Đấy, thậm chí cả kìa, bò cả lên cành, lên ngọn kìa. Thế nhưng mà thứ nhất là đặc biệt là không phun thuốc cỏ. Tới phun cỏ là mấy năm gần đây ấy, là sau khi xảy ra cái khủng hoảng, các bạn biết rằng là nó rất chi nhiều yếu tố tác dụng, nó gây hại sức khỏe con người. Nên là mình không phải ý thức cái việc đó từ lâu, thì mình cảm thấy là những người nông dân người ta vô tư một cách như vậy là thật sự là ngây thơ luôn ấy. Cứ dùng thôi cho nó xong, nó sạch là được rồi, đẹp là được rồi. Còn cái tồn dư, cái hóa chất rồi cái dư lượng gì đấy ở một nơi nào đó rất xa, cái việc đó là nhà khoa học đúng không? Nông dân thì không cần. Thế nhưng mình thì mình lại phải nghĩ khác ngay. Từ khi chuẩn bị vào làm cái sản phẩm nông sản, nó đem đến tay người tiêu dùng mà họ hàng mình, dân tộc mình, tôi nói ra rất nhiều lần rồi, anh em mình, bạn bè mình, thế nên là phải đầu tư có chiều sâu, đầu tư sản phẩm nó phải đúng về chất, còn hết thì thôi, không làm cái gì nó không kiểm tra kiểm soát được thì không làm nữa, chứ không mà làm nữa thì coi tự dưng cứ giết khách hàng của mình. Đây cỏ thấy không, bạn thấy không? Đây cây điều chỉ lơ phơ cành lá thì kia, nhưng mà nó mất công thật, nó rất chi là mệt thật. Thế nhưng mà cái sự đó mình bù đắp được cái sự tin tưởng khách hàng, cái sự mà mình nghe mình làm mình đã cảm thấy sướng rồi. Cứ nó sạch từ trong tâm của mình đã thấy sướng rồi. Sản phẩm của mình nó phải như thế, mình tự tin lắm, tự tin với cả khách hàng của mình, tự tin với cái câu nói của mình, tự tin với việc làm của mình, chứ không phải chụp giật bán xong nó chạy. Ok, tôi tranh thủ đi làm đây, chắc chuyện cũng thế thôi, chứ nếu cái chuyện suốt ngày thế này thì ai làm rồi nhỉ. Tân chào mọi người nhá.